Có nhiều nhỏ dính vô nhiều cái heo rồi. Dính con gì của anh bạn trẻ này, anh trẻ la quá trời này các bạn. Rồi, tắm gì vương vàng nữa rồi. Lần này không xuống là không được. Dù 6 nha. Ghê chưa? Đâu tụi nay em có ra đâu, em đâu có thấy đâu. À tụi nay qua Tân Hiệp mà hàng kia mấy anh kia ra đây hỏi không vào địa điểm mình không biết. Đây các bạn, nay giới thiệu các bạn một con diều 6. Hai nhỏ nhỏ, hai lưng lớn nhỏ nhỏ. Lắp ráp nha các bạn. Của anh Khang đang chuẩn bị lên. Con diều màu xanh rất là đẹp. Dạ con ôm đi vô. Đây. Tân Đông Hiệp là ở đằng sau cái khu công nghiệp ha. Ngay giống như Sài Gòn á. À bị Sài Gòn đi vô đúng không? À. Vô 200m. Ngay hầm đá, hầm nước gì. Đây căn căn tổng bộ 6 nhỏ các bạn, 2 4 5 quả. Vừa làm bằng tre cái đuôi cong vòng mà. Gió rất là đã. Mới có 3 giờ ông gắn được 2 đèn luôn các bạn, đèn xanh đèn đỏ. Ăn đèn này bắt liền hay là có cảm ứng không? Hả? Có cảm ứng không đèn không này? Không cảm ứng, cảm ứng là ông hỏi đèn này nè là không có hả? Bắt lên luôn hả? Lên. Qua wow, đang quay con diều nhỏ thì bác sĩ cũng lên con diều. Có xe đi tiếp bay. Con này mấy mét ta? 3 mét hả? Đẹp ghê không? Lâu lắm rồi mới gặp. À, anh bạn trẻ đang chuẩn bị lên con diều 6-3 mét nha các bạn. Có nhiều nhỏ dính vô nhiều cái heo rồi. Dính con gì của anh bạn trẻ này, anh trẻ la quá trời này các bạn. Ra rồi. Có anh lộn con nhiều đà vương hoàng nữa rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh bạn trẻ này các anh lên chiều không có hướng hết trơn à. Rồi dính luôn đúng rồi. Diều 6 nhỏ 3 mét lên đâm phải hai con diều, một con phượng vàng với một con diều cá mập nên đã xuống các bạn. Chỉnh đang gỡ về ra chỉnh lèo sơ lại. Hàng chi nó bị quay do nghệ nhân. Do nghệ nhân lần đầu thả diều 6 nên quên cục đuôi. Quên cục hai đuôi các bạn. Tại con diều lớn quá mình cọc đuôi chứ nhỏ nhỏ mình đâu cũng đâu cần ha. Ghê chưa? Ê, con này thả cày lên luôn à, kéo lên nè. À. Có chừng dưới con diều diều nhỏ nữa. Đèn chớp tắt rồi nè. Diều 3 mét nghệ nhân nhỏ cầm dư sức các bạn. Rồi tấm diều vương vàng nữa rồi. Lần này không xuống là không được. Quán vô ngay 6 luôn mà làm sao ra được. Ý. Rồi mổ đầu rồi, không biết nữa. Anh lên hai lần anh bắt hai con phượng vàng rồi các bạn.
con diều sáo xanh nó dính vô con diều lớn nữa rồi. Con đó giờ nó đảo xuống phát nó kéo đúng một tràn diều cỏ lên luôn kìa.